chào quý vị khán thính giả. Đây là tiếng nói của ban biên tập trang nhà sách him.net và kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 31 tháng 7, 2022. Có cái bài báo ở trên website Công giáo làm cho chúng tôi chú ý, nhất là sau khi giáo hoàng Francis đi một chuyến đến Canada để gọi là xin lỗi dân thổ dân ở đó. Thì cái bài báo này mang tựa đề là Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ Canada trở về Roma. Có một vài mục ở trong này chúng tôi không có đọc hết, chỉ có vài mục thì chúng tôi chú ý để xem cái phản ứng liên hệ với cái đề tài về các trẻ em thổ dân bị xâm hại và bị triệt tiêu văn hóa như thế nào ở Canada thôi. Thì cái tựa đề là Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ Canada về Roma. Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 7, 2022, Đức Thánh Cha đã từ giã miền Kahului-wit của Canada để trở về Roma sau chuyến viếng thăm kéo dài 6 ngày tại Canada. Như thường lệ, trên chuyến bay, Đức Thánh Cha đã trả lời một số câu hỏi của các ký giả tháp tùng trên chuyến bay. Thì đây là cái ảnh ở trong chuyến bay đó. Và đây là một số câu hỏi được đặt ra và các câu trả lời. Câu hỏi của Brittany Hobson: Thưa Đức Thánh Cha, Ngài thường nói rằng cần phải nói một cách rõ ràng, trung thực và mạnh dạn. Ngài biết rằng Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Canada đã mô tả hệ thống trường học nội trú là tội ác diệt chủng văn hóa, và sau đó nó được sửa đổi thành tội ác diệt chủng. Những người nghe thấy lời xin lỗi của Ngài trong tuần trước đây đã bày tỏ sự thất vọng của họ vì cái từ diệt chủng không được Ngài sử dụng. Ngài có sử dụng thuật ngữ đó để nói rằng các thành viên của giáo hội đã tham gia vào tội ác diệt chủng không? Đó là câu hỏi. Và đây là giáo hoàng trả lời: Đúng là thật là tôi không có sử dụng từ này bởi vì nó không xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng tôi đã mô tả cuộc diệt chủng và cầu xin sự tha thứ, thứ lỗi cho hoạt động mang tính chất diệt chủng này. Ví dụ, tôi cũng lên án điều này là mang các trẻ em đi ra khỏi gia đình, thay đổi văn hóa, thay đổi não trạng, thay đổi truyền thống, thay đổi một chủng tộc. Hãy nói theo cách đó, cả một nền văn hóa. Vâng, diệt chủng là một từ chuyên môn. Tôi không sử dụng nó vì nó không xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng tôi đã mô tả nó. Nó đúng, vâng, nó là diệt chủng. Tất cả quý vị có thể an tâm về điều này. Quý vị có thể thuật lại rằng tôi đã nói rằng đó là diệt chủng. Đây. Câu hỏi thứ hai của Maria Valentina Alazraki, Krastik Televisa. Câu hỏi: Thưa Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng con giả định rằng chuyến đi Canada này cũng là một bài kiểm tra về sức khỏe của Ngài cho điều mà Ngài đã gọi sáng nay là những giới hạn về thể lý. Cái câu này thì thuộc về sức khỏe của giáo hoàng, tôi không có chú ý lắm bởi vì chuyện đó đối với chúng tôi là thường tình. Sanh lão bệnh tử, không có ông thánh ông thần nào thoát khỏi cái bệnh già rồi bệnh rồi chết cả. Còn câu hỏi này là nói về các địa điểm có vấn đề trên thế giới. Không, con biết điều đó. Vậy còn Kazakhstan thì sao? Và nếu Ngài đến Kazakhstan, Ngài không đến Ukraine luôn hay sao? Câu trả lời: Tôi đã nói rằng tôi muốn đến Ukraine. Bây giờ chúng ta hãy xem những gì tôi thấy khi tôi về nhà. Hiện tại tôi muốn đến Kazakhstan. Đó là một cuộc hành trình nhẹ nhàng. Sẽ không có nhiều di chuyển, có đại hội của các tôn giáo. Nhưng hiện tại mọi thứ vẫn như vậy. Tôi cũng cần đến Nam Sudan, cũng như Congo, vì đó là chuyến đi với Đức Tổng Giám mục Canterbury và Giám mục của Giáo hội Scotland, vì ba chúng tôi đã tham gia Ngày Tĩnh Tâm cách đây 2 năm. Đi Congo, nhưng đó sẽ phải là năm sau, bởi vì mùa mưa, chúng ta sẽ phải xem
Tôi có tất cả thiện ý, nhưng hãy xem chân của tôi nó nói như thế nào. Đây là cái con đường về cái chủ trương thuộc về giáo lý của Severina Elizabeth Bartoniszczyk. Tôi không biết đọc đúng hay không. Hôm qua, Ngài cũng đã nói về tình huynh đệ của giáo hội, một cộng đồng biết cách lắng nghe và tham gia đối thoại, thăng tiến chất lượng tốt của các mối quan hệ. Nhưng, cách đây vài ngày, Tòa Thánh đã đưa ra một tuyên bố về con đường công nghị của nước Đức, một văn bản không có chữ ký. Thưa Đức Thánh Cha, Ngài có nghĩ rằng cách giao tiếp này góp phần hay là một trở ngại cho cuộc đối thoại? Tôi rất là khó chịu khi phải dùng cái chữ Đức Thánh Cha. Tôi thì sẽ dùng Giáo Hoàng, nhưng mà tự vì đây là cái tờ công báo Công giáo, họ luôn luôn là họ dùng cái chữ rất là tôn trọng cho ông Giáo Hoàng của họ, họ là Đức Thánh Cha, cho nên là chúng tôi cũng đọc như vậy. Trước hết, tuyên bố đó được đưa ra bởi phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh. Nó là một sai lỗi khi không nói điều đó. Tôi nghĩ nó nói đó là tuyên bố của phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhưng tôi không chắc. Đó là một sai lỗi khi không ký tên phủ quốc vụ khanh, nhưng là một lỗi hành chính, không phải là do ý xấu. Và liên quan đến con đường công nghị, tôi đã viết một lá thư. Chính tôi đã làm điều đó, một tháng cầu nguyện, suy tư, tham khảo ý kiến, và tôi đã nói tất cả những gì tôi phải nói về con đường công nghị. Tôi sẽ không nói nhiều hơn thế. Bức thư mà tôi đã viết cách đây 2 năm là giáo huấn của Giáo Hoàng về con đường công nghị. Tôi đã bỏ qua Curia vì tôi không tiến hành tham vấn ở Curia, không có gì cả. Tôi đã thực hiện nó như một cuộc hành trình của chính mình, với tư cách là một mục tử, nhân danh một giáo hội đang tìm kiếm một con đường, như một người anh em, một người cha và một tín đồ. Và đó là thông điệp của tôi. Tôi biết rằng nó không dễ dàng, nhưng mọi thứ đều nằm trong lá thư đó. Cảm ơn chị. Cho chúng tôi phê bình một tí xíu. Ông Giáo Hoàng nói giáo hội đang tìm kiếm một con đường. Thế thì 2000 năm nay giáo hội dẫn đường, và lúc nào cũng nói là ta là đường, là sự thật, là sự sáng. Thế thì 2000 năm nay giáo hội dẫn người ta như thế nào mà bây giờ giáo hội còn đang tìm kiếm con đường? Đây, cái này, cái câu này nó liên hệ tới cái luật cấm ngựa. Thưa Đức Thánh Cha, cái câu hỏi này của Claire Jean Graver. Thưa Đức Thánh Cha, nhiều người Công giáo nhưng cũng có nhiều nhà thần học cho rằng cần có sự phát triển trong học thuyết của giáo hội về việc ngừa thai. Có vẻ như là ngay cả người tiền nhiệm Đức John Paul II cũng nghĩ rằng có lẽ cần phải xem xét lại một lệnh cấm hoàn toàn. Ngài nghĩ gì về điều này? Theo nghĩa, Ngài có cởi mở để đánh giá lại về vấn đề này hay không? Hoặc có tồn tại khả năng cho một cặp vợ chồng xem xét các biện pháp tránh thai hay không? Trước khi đọc cái câu trả lời của ông Giáo Hoàng thì cũng xin nói cho quý vị biết là Giáo hội Công giáo, Thiên Chúa giáo dưới cái quyền lãnh đạo của Vatican thì luôn luôn là chủ trương là không cho ngừa thai, tức là người Công giáo phải đẻ liên tục, phải sanh sản cho nhiều, cho đầy trái đất. Và ngừa thai đối với họ là một cái chuyện đi ngược với cái ý Chúa. Thật ra thì không có ý Chúa nào cả, mà đó là ý của giáo hội thôi. Bây giờ người ta đặt vấn đề thì xem do Giáo Hoàng trả lời như thế nào nhé. Đây là một điều rất hợp thời, nhưng quý vị nên biết rằng tính lý, luân lý luôn luôn trên con đường phát triển, nhưng luôn luôn phát triển cùng một hướng. Để sử dụng điều gì đó, rõ ràng tôi nghĩ rằng tôi đã nói điều đó nhiều lần khác ở đây. Đối với sự phát triển thần học của một vấn đề luân lý hoặc tính lý, có một quy tắc rất rõ ràng và sáng tỏ, đó là điều Thánh Vincent của Lerins đã làm trong thế kỷ thứ 10. Ngài nói rằng học thuyết chân chính để tiến lên phát triển không được yên lặng. Nó phát triển utani consolider, cái này là tiếng Latin tôi miễn đọc nhé, có nghĩa là nó được củng cố theo thời gian, nó mở rộng và củng cố và luôn trở nên vững chắc hơn, nhưng luôn luôn tiến triển. Đó là lý do tại sao nhiệm vụ của thần học gia
là nghiên cứu, suy tư thần học. Bạn không thể làm thần học với chữ không trước mặt. Rồi chính huấn quyền nói không, bạn đã đi quá xa rồi, hãy quay lại. Nhưng sự phát triển thần học phải cởi mở. Đó là điều mà các nhà thần học hướng tới, và huấn quyền phải giúp hiểu rõ các giới hạn. Xin ngừng lại một chút để phê bình nhé. Khi mà quý ngài đứng trước những cái vấn đề của xã hội tân tiến, quý vị không có trả lời được, thì quý vị nói là quý vị đang nghiên cứu, quý vị cần phải cởi mở, cần phải mềm dẻo, cần phải nghiên cứu. Còn xưa nay quý vị luôn luôn cho rằng quý vị được Chúa Thánh Thần soi sáng, quý vị phán ra là đúng, phán ra là đúng, vì quý vị luôn luôn có Chúa soi sáng từng lời nói. Thấy không? Thế quý vị cứ né, né tránh, rồi khi nào sai thì nói là chúng tôi vẫn là con người này kia hay nọ. Thì quý vị cũng đâu có hơn gì những người thường. Tiếp theo, về vấn đề ngừa thai, tôi biết có một công bố về vấn đề này và các vấn đề hôn nhân khác. Đây là những quyết định của một đại hội, và trong một đại hội có những giả thuyết, sau đó họ thảo luận với nhau và đưa ra đề xuất. Chúng ta phải hiểu rằng những người tham gia đại hội này đã làm đúng bổn phận của họ, bởi vì họ đã tìm cách phát triển trong giáo lý, nhưng theo nghĩa giáo hội chứ không phải ra khỏi nó, như tôi đã nói với quy tắc của Thánh Vincent của Lerins. Sau đó huấn quyền sẽ nói nó tốt hoặc nó không tốt. Nhiều điều theo quy tắc này, ví dụ hãy nghĩ về vũ khí nguyên tử. Gần đây tôi chính thức tuyên bố rằng việc sử dụng và sở hữu vũ khí nguyên tử là trái đạo đức. Hãy suy nghĩ về án tử hình. Ngày nay tôi có thể nói rằng chúng ta đã gần đến sự vô luân ở đó, bởi vì lương tâm đạo đức chưa được phát triển tốt. Nói rõ hơn, nó không có vấn đề khi tính lý hoặc luân lý phát triển, nhưng theo hướng đó với ba quy tắc của Thánh Vincent Lerins. Cho chúng tôi nghĩ ở đây một chút xíu để nói về cái vũ khí nguyên tử. Quý vị đã làm thinh khi những cái nước cường quốc như là Mỹ phát triển những cái vũ khí nguyên tử từ xưa nay, và quý vị chờ đợi cái kết quả trong những cái cuộc chiến tranh quý vị có can thiệp vào, như là chiến tranh Việt Nam, thì quý vị trực chờ và đề nghị Mỹ xài cái vũ khí nguyên tử lên miền Bắc để mà xóa tan cái miền Bắc. Quý vị nhờ những cái người đại diện của quý vị ở trong cái chính quyền của Mỹ, trong thời gian mà chúng tôi đã từng nói, thời gian chiến tranh ở Việt Nam. Thì bây giờ khi mà vũ khí nguyên tử đã đi đến cái chỗ lọt về phía bên những người như là Nga hoặc là Triều Tiên, người ta dùng cái vũ khí nguyên tử, người ta đem ra hăm he, thì quý vị bắt đầu lên án, làm như quý vị là đạo đức lắm. Đấy, tôi nói cái điều đó không có cái gì mà gọi là vu chụp hết, quý vị có quyền phản biện. Tôi nghĩ điều này rất rõ ràng, một giáo hội không phát triển tư duy của mình theo nghĩa giáo hội là một giáo hội đang đi lùi. Đây là vấn đề ngày nay và của nhiều người tự cho mình là truyền thống. Không không, họ không phải là truyền thống, họ là những người hướng về quá khứ, đi lùi, không có cội nguồn. Nó luôn được thực hiện theo cách đó, đó là cách nó đã thực hiện vào thế kỷ trước. Và nhìn lại phía sau là một tội lỗi vì nó không tiến bộ với giáo hội truyền thống. Thay vào đó, ai đã nói, tôi nghĩ tôi đã nói điều đó trong những bài phát biểu. Truyền thống là đức tin sống của những người đã chết. Ngược lại, đối với những người đang ngoái lại phía sau, những người tự gọi mình là người theo chủ nghĩa truyền thống, đó là đức tin chết của người sống. Truyền thống thực sự là gốc rễ, là nguồn cảm hứng để tiến lên trong giáo hội. Và điều này luôn theo chiều dọc và nhìn lại phía sau là đi lùi. Nó luôn luôn đóng cửa, cần hiểu rõ vai trò của truyền thống. Điều luôn cởi mở như gốc của rễ cây và cây lớn lên. Một nhạc sĩ đã dùng một câu rất hay, Gustav Mahler đã từng nói rằng truyền thống theo nghĩa này là sự đảm bảo cho tương lai. Nó không phải là một tác phẩm bảo tàng. Nếu bạn quan niệm truyền thống là khép kín, đó không phải là truyền thống Kitô giáo. Luôn luôn là nhựa của gốc rễ
đưa bạn tiến lên phía trước. Tiến lên phía trước vì vậy, vì lý do đó liên quan đến những gì bạn đang nói, suy nghĩ và đưa đức tin và luân lý tiến bước. Miễn là nó đi theo hướng của gốc rễ của nhựa cây thì được. Với ba quy tắc này của Thánh Vincent Lerins mà tôi đã đề cập, tôi đây là lời bình luận. Rốt cuộc lại là quý vị vẫn thảy ra những cái tư tưởng hoang mang, mơ hồ để cho quý vị có thể tồn tại trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tất cả những cái này đều là mơ hồ. Quý vị dạy tín hữu những cái đức tin vững chắc, và có nhiều tín hữu là vì đức tin có thể chết. Rồi nếu mà người ta vạch rõ cái đức tin của họ là vô lý hay là mơ hồ hay là cấm họ tin hay gì đó, thì quý vị giáo hoàng cứ phong thánh hết người này tới người kia. Mà bây giờ quý vị nói những cái câu mơ hồ này là phải tiến lên phía trước. Tôi không có bao giờ mà hiểu nổi cái kiểu mà lý luận tùy hoàn cảnh như thế này. Ngày nào, năm nào quý vị cũng tùy hoàn cảnh, quý vị thay đổi ly chia hết để mà được sinh tồn. Lúc nào quý vị cũng tỏ ra mình là cái người tiến bộ đạo đức. Rốt cuộc lại là quý vị là cứ chạy theo thời cuộc và uốn lươn lẹo theo thời cuộc mà thôi. Đây là có một cái câu hỏi chót. Thưa Đức Thánh Cha, vào cuối tháng 8 có một công nghị mới đây, nhiều người hỏi Ngài rằng Ngài đã nghĩ đến việc từ chức chưa? Đừng lo lắng, chúng con sẽ không hỏi Ngài điều đó lần này. Nhưng chúng con rất tò mò, Ngài đã bao giờ nghĩ xem Ngài muốn người kế nhiệm của mình có những đặc điểm gì chưa? Trả lời, đây là việc của Chúa Thánh Thần. Chỉ biết không, tức là những cái câu mà trả lời không được thì gọi là cái việc của Chúa Thánh Thần. Mà quý vị nói là quý vị ban Chúa Thánh Thần cho người ta trong cái khi mà trong cái phép thêm sức, người nào cũng có Chúa Thánh Thần, nhưng mà rồi rốt cuộc lại không ai biết cái chuyện gì hết. Không biết chuyện gì thì gọi là cái đây là việc của Chúa Thánh Thần, nghe thật là mâu thuẫn. Tôi sẽ không bao giờ dám nghĩ về điều đó. Chúa Thánh Thần biết cách làm điều này tốt hơn tôi, tốt hơn tất cả chúng ta. Bởi vì người truyền cảm hứng cho các quyết định của Đức Giáo Hoàng, người luôn truyền cảm hứng bởi vì người đang sống trong giáo hội. Giáo hội không thể được hình thành nếu không có Chúa Thánh Thần. Người là đấng tạo ra sự khác biệt, người cũng tạo ra tiếng ồn ào. Hãy nghĩ đến buổi sáng của lễ ngũ tuần, và sau đó người tạo ra sự hòa hợp. Điều quan trọng là phải nói về sự hòa hợp chứ không phải là sự thống nhất. Thống nhất được, nhưng hài hòa không phải là một thứ cố định. Ai mà hiểu được cái câu này nữa. Người cái thời ngôn ngữ thời nay gọi là hiểu chết liền. Chúa Thánh Linh ban cho bạn một sự hòa hợp tiến bộ tiến bước. Tôi thích những gì Thánh Basilio nói về Chúa Thánh Thần. Người là sự hòa hợp. Vì vậy chúng ta hãy để công việc này cho Chúa Thánh Thần. Về việc từ chức của tôi không muốn rằng tôi biết ơn về bề báo hay mà một người trong số quý vị đã viết, bao gồm tất cả các dấu hiệu có thể dẫn đến từ chức và tất cả những dấu hiệu đang xuất hiện. Đây là công việc được thực hiện tốt bởi một nhà báo, người cuối cùng đưa ra ý kiến, nhưng đồng thời đi tìm kiếm tất cả các tín hiệu, không chỉ các tuyên bố với ngôn ngữ tinh tế mà cũng đưa ra các dấu hiệu, biết cách đọc các dấu hiệu, hoặc ít nhất là cố gắng giải thích một dấu hiệu này từ dấu hiệu khác. Đó là một công việc được thực hiện tốt, và tôi cảm ơn quý vị về điều đó. Kết luận, hiểu chết liền. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và xin hẹn với quý vị trong đề tài tới. Kính thưa quý vị, nếu thấy chương trình kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết của chúng tôi hữu ích, xin quý vị ghi tên, subscribe và chia sẻ đường link cho các bạn bè để nhiều người được biết. Cảm ơn quý vị nhé!